Và xin được trân trọng mời một vị giám khảo, đó là giám khảo Hữu Lợi sẽ ở lại sân khấu để cùng có đôi lời chia sẻ với chương trình của chúng ta. Cái không khí này thì có gì khác biệt, bởi vì theo em được biết là ngày xưa là anh Hữu Lợi là một sinh viên từng là xuất thân từ trường Văn hóa Hà Nội, Đại học Văn hóa Hà Nội, đúng không ạ? Và với một không khí miền Nam nó có ấm áp hơn, và với cái cách cổ vũ của các bạn sinh viên nó có nồng nhiệt hơn so với những cái cuộc thi của các bạn sinh viên ở phía Bắc mà anh đã từng tham gia, không ạ? Trước tiên là xin cảm ơn MC. Lần đầu tiên thì xin được cảm ơn ban giám hiệu trường sân khấu điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, và cảm ơn tất cả quý vị, các anh chị với những tràng vỗ tay rất là nhiệt thành vừa rồi. Bản thân Hữu Lợi thì cảm thấy rất là vinh dự và xúc động ngày hôm nay được là một thành viên của ban giám khảo, đúng không ạ? Cầm cân đẩy mực cho các bạn sinh viên. Bạn hỏi về cái không khí thì tôi nghĩ là ở Sài Gòn của chúng ta bây giờ thì cứ mưa nắng thất thường, nhưng mà tôi nghĩ là ở trong khán phòng của chúng ta bây giờ nếu mà đo bằng nhiệt độ thì có lẽ là sẽ không có cái nhiệt độ nào có thể đo được. Và một lần nữa là sự thành công của các bạn sinh viên ở đây phụ thuộc rất lớn vào tất cả quý vị khán giả, và chúng ta hãy nhiệt thành hơn nữa để chúc mừng cho tất cả các bạn đấy. Xin được trân trọng cảm ơn diễn giả của Hữu Lợi. Và bởi vì trước khi bắt đầu phần thi thì chúng tôi cũng đã phỏng vấn anh và cũng biết là anh có những biệt tài, do đó là hôm nay chúng tôi sẽ mời anh tặng cho đêm thi ngày hôm nay một tiết mục, được không ạ? Hoàn toàn sẵn sàng. Các bạn khán giả có thể vỗ tay nhiệt tình hơn nữa được không ạ? Cảm ơn. Đây là một trong những cái ca khúc mà tôi rất là thích, bởi vì ngày xưa khi mà còn nhỏ đó thì rất là thích nghệ thuật, nhưng mà bởi vì nhà rất là nghèo, thế cho nên là không có cái cơ hội để được gì, để được nghe, được hát. Nhưng mà sau khi được vào trường nghệ thuật học, thì lúc đấy thì học chuyên ngành chính là đạo diễn, thế cho nên là phải học thêm rất là nhiều thứ. Và một trong những cơ duyên rất là tuyệt đó là được gặp thầy Phạm Quý Dương, tên là cố nghệ sĩ nhân dân đó. Và sau đó thì được học thầy rất là nhiều, và trong cái niềm sáng tác, đúng không, gọi là sáng tác cây nhà lá vườn, thì có viết một bài tặng cho cái quê hương mình sinh ra, viết một bài tặng cho đất nước. Và ngày hôm nay thì trong một không khí chung rất là nhiều các cái bạn ở các cái tỉnh thành khác nhau, thì tôi xin phép hát một cái bài mà tôi viết, đó là gì, hát về quê hương Việt Nam. Nhưng mà nghe thì có vẻ nó rất là truyền thống, nhưng mà ở một cái tiết tấu thì rất là phù hợp trong cái đêm nhạc, đêm thi của chúng ta ngày hôm nay. Cảm ơn. Và bây giờ chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn cho ca khúc Hát về quê hương Việt Nam do chính diễn giả Vũ Hữu Lợi sáng tác. Một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Nhập nhạc rồi ạ. Nhập nhạc bài này rồi ạ. Bài hát về quê hương Việt Nam cơ. Bài này cũng là một bài tôi sáng tác, đó là bài Chuyện tình biển mây. Nhưng mà có lẽ là Chuyện tình biển mây để dịp khác.
cảm ơn giám khảo Hữu Lợi. Với ca khúc vừa rồi thì có lẽ là không khí của chúng ta đã được hâm nóng lên rất nhiều và sẽ còn rất bất ngờ với tất cả chúng ta nếu như chúng ta biết rằng giám khảo Hữu Lợi là một doanh nhân, một diễn giả quốc tế và tại Myanmar năm 2013 anh được nằm trong top 10 công nhận là nhà doanh nhân trẻ Việt Nam tài năng và xuất sắc nhất châu Á Thái Bình Dương. Còn ở Việt Nam thì anh được giải thưởng bản bàn lương danh doanh nhân văn hóa thời đại Hồ Chí Minh. Một lần nữa xin dành một tràng pháo tay vì sự có mặt của anh trong buổi tối ngày hôm nay của chúng ta. Và kính thưa tất cả quý vị, các thầy cô và toàn thể các bạn sinh viên, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng bước đến phần thi thứ hai. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ lại 40 thí sinh trong trang phục thể thao và điều đặc biệt các bạn sẽ được sự bảo vệ nâng niu đôi bàn chân trên đôi giày Tuvas.